Trở lại với cái đêm câu này các bác nhé. Hôm nay nước khá là cạn. Đây các bác có thể nhìn đây. Nước hôm nay cạn trơ cả những cái cục cái viên bê tông này. Đây người ta mới làm cái đường này, người ta đổ những cái bê tông rồi thì gạch vỡ ở những cái công trình người ta mua về đấy. Công trình người ta thao dỡ. Rất là nhiều sắt thép với gạch ngói xuống đây, chắc chắn là sau này cá sẽ trú đầy nhiều. Đặc biệt những khu vực như này. Mặc dù ở đây nó vẫn còn kích, vừa rồi em vẫn thấy kích đi qua nhưng mà cá nó vẫn còn khá là nhiều, đặc biệt là cá dưng. Cá chép quẩy em cũng có thấy nó quậy 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 nhưng chưa thấy nó vào ăn. Hôm nay thì chuyển sang đánh cây cần 4 mét rưỡi coi nhé. Lâu lắm em không đánh cái cây cần này. Đây là cây nhất hảo hắc khanh thế 3 4H. Dùng để câu cá sông rất là ok. Mồi thì không mồi nào khác ngoài mồi tổng hợp của cá vui các bạn. Mồi tổng hợp của cá vui, mồi này là mồi mùa đông. Thời tiết bây giờ nó đang thay đổi thất thường nên là chuyển sang mùa đông các bác nhé. Nó có chút se se lạnh, thi thoảng se se lạnh vậy nó hay có mưa hơn. Có mưa thì mưa xong thời tiết nó sẽ mát mẻ. Cá nó sẽ đi ăn. Nó sẽ đi ăn những cái thời điểm ấy thì mình chuyển sang mùa đông cho nó hợp lý. Mùa mùa hè thì bây giờ nó cũng không còn hợp lý lắm nên em đã chuyển qua mùa đông các bác nhé. Bác nào muốn ủng hộ sản phẩm bên em hoặc trải nghiệm sản phẩm bên em thì đừng quên đặt hàng thông qua cái số điện thoại em để ở góc này đấy, hoặc là cái Zalo Coca Vui, fanpage Facebook Coca Vui các bác nhé, em để ở góc này. Bạn nào muốn yêu quý kênh đừng quên nhấn like, đăng ký và chia sẻ video. Đây rồi các bạn. Cá dưng ấy. Cần chỉ chạm đáy này thì cái tín hiệu phao báo nó sẽ rất là nét. Cá ăn nó, một nó rút chìm, hai là phao sẽ bành lên. Tín hiệu nó rõ ràng. Gần như cứ rút chìm là các bác giật là được 100, tổng khoảng được đến tổng khoảng 90%. 10% thì có thể là do các con hoặc là cái yếu tố nào đó. Chứ còn cá đã rút thì giật gần như là được. Đi kích rồi. Hả? Thằng kia đi kích rồi. Ừ. Thế là lại đeo cắt nữa. Ừ. Quá đấy. Thế chưa? To chưa? Cái dưng đấy kinh khủng luôn. Go. Đây. Dưng vậy này, như con cá chép luôn. Được mấy con rồi? Con này con thứ tư. Con này sâu. Sâu lắm, anh nhìn đi. Chỗ này vẫn chưa sâu bằng chỗ kia, chỗ sâu nhất là chỗ cây cây rồi con nhỉ. Tìm theo được 5 gạch vỡ đấy nhỉ. Mua đâu. Nhà nào người ta làm như xây nhà đó nhiều đấy. Nó là cá đây thôi. Cắn áp nữa. Mang đòn đây câu ngại ngần gì nữa. Thì ngồi đợi thi. Hả? Ngồi đợi thi. Tranh thủ câu đây. Go.
câu suốt đây nhưng mà nó có cá đâu. Cái loài này như này là to đấy. Ui tâm kìa, người này, người này. Ui giời, tâm kìa. Ui giời. Ui con gì dưới. Kim điến không? Ba ba thì cũng chịu. Không sao nè. Ui giời. Chết to đấy. Vào đây. Con này phải chục cân. Chắc phải bằng cho hồ. Ô, giật điêu lên cá này. Giật điêu lên cá. Nguyên nó ngâm lúc nào. Vô lý. Đây rồi. Cái gì cá vẹn? Vẹn con. Úi giời, úi giời tầm, úi giời tầm. Tôi phi, bỏ sao. Đi xem nghe con. Đi ngon. Con tôi phi sống quá ngon. Đây nó. Đợi mãi phải ăn. To. Mấy cái bệnh. Cắn rút xong. Chụt xuống luôn đi. Dính đòn. Còn gì đấy? Cá rừng một cắn nhẹ thế. Cá ăn vẫn nhát không? Đây. Chắc ngày nào có kích điện đi qua sao? Cá nó nhát vào bờ. Ăn nó cũng dè chừng. Mày này, nhún 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 nháy này. Nhún nháy. Thank you.
kéo kiểu như thế đấy. Nên cá đợt đấy ăn muộn như là tầm. Mày này bút chuồn chuột cá rừng thì ngon lắm các bạn, cá rừng này cái trắng phau cái gì tầm khả năng dưới bùn ấu, cứ mỗi khi giật con nào lên cái nó cày ngao lên kia chắc là bùn ấu có cà rô phi dưới. Hiện tại mới có tầm khoảng 5 rưỡi các bạn. Nhưng mà trời nó vào thu ấy nên là tối nhanh lắm. Bây giờ không quay nữa. Zoom các thứ nên là nó không nhìn thấy phao đâu. Em cũng chuẩn bị dọn đồ về, câu nốt vài mồi nữa. Cá thì hôm nay không được nhiều lắm. Cảm ơn là giật cái cần 4,5 này lâu lâu không giật nữa. Cảm giác giật nó không chuẩn được nhịp cơ. Nó không như cần 36. Nhìn giật bị hôm nay giật bong nhiều. Thì coi nhỉ. Cũng khá khá cá. Cũng phải tầm khoảng gần 2 cân đấy. Ui, nó nắm cái sắt này lắm. Cái này sau này nó dí ra rồi. Nó sắc như cái rau cạo luôn. Sắc không khác là rau cạo. Đi xuống như này rất là nguy hiểm. Thành quả hôm nay được khá khá các bạn. Không phải ít đâu. Có cái là nó không được giật liên tục, nó không cắn liên tục ấy. Tâm thì rất là nhiều nhưng mà câu nó không cắn mấy. Thôi bây giờ em xin kết thúc video tại đây các bạn nhé. Một lần yêu quý kênh đừng quên nhấn like, đăng ký và chia sẻ video. Còn bác nào muốn trải nghiệm mồi tổng hợp câu cá vui bên em ấy thì gọi điện nhắn tin hoặc là chat qua cái Zalo em để các bạn này. Câu cá vui các bạn nhé, fanpage câu cá vui. Bác nào yêu quý kênh đừng quên nhấn like, đăng ký và chia sẻ video các bạn nhé. Bye bye các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video sau.